Chương 1, xuyên không rồi, nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Trên con phố, có một cô gái với mái tóc đen dài xóa tự nhiên. Cô nở một nụ cười ấm áp khiến cho mọi người say lòng, đôi mắt sáng lấp lánh như sao trời và trong veo như hạt sương sớm, hai hàng lông mi dày đậm buông xuống thi thoảng nhíu lại vì cái nắng. Chiếc váy trắng liền thân khoác lên người cô càng làm nổi bật khí chất nhu hòa đồng thời từ cô toát lên vẻ tự nhiên trang nhã. Bạch Thanh Nguyệt hạnh phúc đi về với tấm bằng y mà cô mới đạt được. Đang bước đi bỗng nhiên Bạch Thanh Nguyệt nhìn thấy một con mèo đen chạy qua, thật lạ nếu bình thường thì cô cũng chẳng để ý mấy nhưng có điều gì đó kỳ lạ ở con mèo thu hút cô. Thế là Bạch Thanh Nguyệt chạy theo nó, chạy một lúc đến con đường lớn thì lại chẳng thấy con mèo đâu cả, sao lạ thế mới lúc nãy vẫn còn thấy nó mà. Hai, chạy đâu rồi nhỉ? Bạch Thanh Nguyệt buồn bã than thở, mèo u. Hửm, à, thấy rồi, bỗng nhiên cô nghe tiếng mèo kêu ở phía bên kia đường. Định bước qua thì con mèo đột nhiên lao ra đường đúng lúc chiếc xe tải vừa lao đến. Bạch Thanh Nguyệt hoảng hốt kêu, này khoan đã mèo. Không biết lúc đó thần kinh của cô có bị sao không mà ngay lúc đó cô không hề do dự mà lao ra đường cứu con mèo. Dầm, Bạch Thanh Nguyệt ngã xuống đường. Cô nhìn vết máu trên đường, lại nhìn chiếc xe cô chưa bao giờ chảy máu nhiều như thế lúc này cô hoàn toàn mơ hồ những người đi đường hoảng hốt chạy lại hỏi này cô gái không sao chứ máu chảy nhiều quá mau gọi cấp cứu nhanh lên lúc ấy bạch thanh nguyệt cảm thấy cơ thể thật bất lực cô không thể cử động được dù chỉ một chút bạch thanh nguyệt cảm thấy thế giới chỉ còn lại màu đen hô hấp trở nên khó khăn trong cái màn đêm vô tận ấy điều duy nhất mà cô có thể nhìn thấy chính là con ngươi màu vàng kim của con mèo kỳ lạ. Bỗng nhiên có một giọng nói vang lên, đã đến lúc cháu phải trở về rồi. Linh hồn của Bạch Thanh Nguyệt bị cuốn vào một cơn lốc xoáy. Chuyện gì xảy ra đây, thật xui xẻo. Cứ như thế là cô đã biến mất. Chương 2. Trùng sinh. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio.com. Bạch gia, Bích Thiên Thành. Một tiểu viện nhỏ nằm ở nơi hẻo lánh trông như đã bỏ hoang từ lâu. Cỏ thì mọc cao, rêu bám thành từng đám trên tường, trông rất hoang tàn. Phòng trong được bài trí đơn giản, một chiếc bàn, một băng ghế, một chiếc giường cũ bằng gỗ. Trên chiếc giường ấy có một bé gái tầm 13 đến 14 tuổi nằm trên đó phát ra tiếng kêu đau đớn nữ tử có một mái tóc dài mềm mại, hai má gầy yếu, bởi vì bị bệnh mà hiện ra màu trắng bệnh tật ngũ quan của nữ tử có bộ dáng rất là tinh xảo. Cái chán trơn bóng, đôi mày lá liễu, hàng lông mi dày cong cong đang nhắm chặt mắt, bộ lông mi dày dài này rất đáng giá làm cho mọi người hâm mộ, giờ phút này nó đang hơi hơi rung động. Đau! bạch thanh nguyệt từ từ mở mắt lại cảm giác được mí mắt vô cùng nặng nề nặng như ngàn cân trong đầu đều là một mảnh hỗn loạn vô số hình ảnh từ trí nhớ xa lạ xuất hiện ở trong đầu toàn bộ đầu óc giống như muốn nổ tung đau đớn vô cùng chuyện gì đang xảy ra vậy không phải nàng đã chết rồi sao mà những trí nhớ này là sao nàng cố gắng mở mắt ra đập vào mắt nàng là căn phòng tồi tàn đổ nát Bạch Thanh Nguyệt nhíu mày, nhắm mắt lại cố nắm bắt hết những tin tức vừa hiện trong đầu. Hai, nàng thở dài không biết phải nói gì nữa. Đích thực là nàng đã tá thi hoàn hồn, nhưng là ở một không gian khác. Hừm nơi này không phải thế kỷ 21 ở trái đất mà là một nơi có tên là Hoàng Nguyệt Đại Lục cũng giống như là lấy cường giả làm chủ. Bất quá ở đây không giống với thế giới cổ võ ở trái đất, sức mạnh ở đây dưới dạng huyễn lực kiếm khí cấp bậc tu luyện huyễn lực có huyễn sĩ, huyễn sư, đại huyễn sư, huyễn vương, huyễn tông, huyễn hoàng, huyễn tôn, phân chia thành màu sắc. Xích đỏ, chanh, cam, hoàng, vàng, lục, xanh, lá, thanh, xanh, da trời, lam, xanh, lam, tử tím. Mỗi cấp bậc lại chia thành 9 cấp nhỏ. Huyễn lực đại cấp bậc có dấu hiệu là huyễn nguyệt, mỗi lần huyễn lực tăng một bậc là tăng một huyễn nguyệt. Mà dấu hiệu của cấp bậc nhỏ là huyễn tinh khi có người sử dụng huyễn lực sẽ hiện ra huyễn nguyệt và huyễn tinh người khác có thể căn cứ màu sắc mà biết được cấp bậc của đối phương huyễn lực chia ngũ hệ chính kim thủy mộc hỏa thổ ngoài ra còn có hệ hiếm lôi phong băng đây là các hệ ở nhân loại còn có hai hệ quang minh tại tiên giới hắc ám tại ma giới tùy vào thiên phú thì mỗi người có thể có các loại khác nhau không bao gồm quang minh hắc ám nhé Ngoài ra khi đã tu luyện đến bậc huyễn tôn thì phải trải qua một lần tẩy kinh tủy phạt. Sau đó có thể tu luyện linh khí, cấp bậc phân chia gồm. Linh nhân, linh giả, linh sư, đại linh sư, linh vương, linh hoàng, linh đế, linh tôn linh thần mỗi cấp bậc chia thành 10 cấp nhỏ. Qua mỗi cấp việc tu luyện càng khó khăn, những người tu luyện huyễn lực có thể lập khế ước với linh thú. Linh thú ở đại lục này có sự trợ lực rất lớn cho con người, linh thú chia linh thú trăm năm, ngàn năm, đến thánh thú, thần thú, siêu thần thú, linh thần thú. Từ cấp bậc thần thú trở lên, linh thú có thể hóa nhân hình đó được gọi là phân giai linh thú. Từng cấp bậc cũng chia thành 9 cấp nhỏ. Linh thú cấp 1 có dấu hiệu là một viên ngọc hình tam giác, linh thú cấp 2 là hai viên ngọc hình tam giác, còn lại cứ suy ra thần thú cấp 1 thì có một viên ngọc hình ngũ giác, siêu thần thú là ngọc lục giác. Cấp bậc tu luyện kiếm khí có. Kiếm sĩ, kiếm sư, đại kiếm sư, kiếm vương, kiếm tông, kiếm hoàng, kiếm tôn với màu sắc tương ứng ích, tranh, hoàng, lục thanh, lam, tử. Từng cấp bậc cũng chia thành 9 cấp nhỏ. Dấu hiệu của cấp bậc kiếm khí là một thanh đao, dấu hiệu của cấp nhỏ là một thanh kiếm nhỏ. Huyễn lực có tính công kích ở cự ly xa, kiếm khí thì lại công kích ở cự ly gần. Hơn nữa, người tu luyện huyễn lực đạt tới cấp huyễn sư là có thể lập khế ước với huyễn thú, cho nên địa vị của huyễn sư cao hơn kiếm sư. Ngoài ra còn có luyện đan sư, muốn trở thành luyện đan sư đầu tiên phải là huyễn sư, bởi vì luyện đan cũng cần có huyễn lực. Tiếp theo, phải có tinh thần lực thật tốt phẩm chất đan dược càng cao, khi luyện chế cần có tinh thần lực khống chế càng cao. Cuối cùng chính là thiên phú. Người không có thiên phú, không học tập 100 năm cũng khó có thể trở thành luyện đan sư. Đan dược được chia thành 12 phẩm. Một ba phẩm là sơ cấp, người luyện chế được đan dược sơ cấp được xưng là luyện đan sư sơ cấp. 4, 6 phẩm là trung cấp, 7, 9 là cao cấp, 10 đến 12 là tông cấp phần lớn luyện đan sư ở đại lục này đều là sơ cấp cùng trung cấp luyện đan sư cao cấp chỉ có một phần nhỏ luyện đan sư tông cấp càng ít ỏi hơn một quốc gia không có đến mấy người trên nửa là thượng dược sư có thể luyện chế thập phẩm đan dược thiên tiên đan dược phẩm chất đan dược chia hạ trung cao thượng cực tiên thánh phẩm đan dược phẩm chất càng cao ra tiền càng mắc luyện kim sư chia cấp bậc cũng phân giai sơ cấp, trung cấp, cao cấp cấp bậc càng cao thì vũ khí luyện ra càng có uy lực cao vân vân. Chương 3, thân phận, nghe chọn bộ tại mê truyện audio.com. Sau một hồi củng cố lại trí nhớ Bạch Thanh Nguyệt thở dài. Hừ vậy đúng thật là mình đã chết rồi mà còn xuyên không luôn chứ. Mà trùng sinh đối với nàng cũng chẳng phải việc gì to tác nhưng vấn đề là thân xác mà nàng mượn không ổn. Thân xác này là đại tiểu thư Bạch Gia ở Bích Thiên Thành thân phận này không tệ nhưng mà Bạch Thanh Nguyệt này lại là một phế vật. Thực ra không phải là không tu luyện được mà do khi nàng ta bị sinh non, mẫu thân vì bị mất quá nhiều máu nên đã qua đời. Chính vì điều này đã khiến cho phụ thân ghét bỏ nàng ta và bỏ nàng ta sống tại nơi này. Cứ tưởng ông ta trung tình lắm nhưng đàn ông vẫn chỉ là đàn ông chưa đầy một tháng sau khi mẫu thân mất thì ông ta đã lấy thiếp về sinh ra hai đứa con gái tên là Bạch Lương Đan và Bạch Lương Tiên. Hai người họ được xưng là thiên tài Bạch Lương Đan 14 tuổi là huyễn sư cấp 6, Bạch Lương Tiên 13 tuổi là huyễn sư cấp 2. Hai chị em ấy cùng đám hạ nhân suốt ngày tới khi dễ, đánh đập Bạch Thanh Nguyệt vết thương trên người Bạch Thanh Nguyệt cũng do thế. Không những thế còn lấy đi tiền sinh hoạt hàng tháng của Bạch Thanh Nguyệt nên mới như vậy. Sau khi biết hết thầy, Bạch Thanh Nguyệt thở dài không nghĩ là cô gái này lại đáng thương như vậy nhưng hiện tại thì người đáng thương nhất phải là mình mới phải. Nàng đường đường là một công dân của thế kỷ 21 lại đột nhiên xuyên qua thế giới kỳ lạ này, chắc là sẽ khó khăn lắm đây. Mà thôi được cái gì thì tốt cái đấy. Bạch Thanh Nguyệt leo xuống giường lấy cái gương đồng soi thử xem thử rốt cuộc thì mình trông như thế nào. Khi nhìn vào gương Bạch Thanh Nguyệt cảm thấy khá bất ngờ, không ngờ thân thể này cũng xinh đấy chứ. Đôi mắt hạnh dài, mũi thẳng nhỏ nhắn, bờ môi xinh đẹp nhưng không có sắc hồng, khuôn mặt trái xoan cân đối nhưng do cơ thể suy yếu nên nước da trắng bạch không có sắc hồng. Nàng cảm thấy cơ thể đau nhức bèn vén áo lên xem thử, trên cơ thể lại chi chít những vết thương tím bầm. Tuy đã 14 tuổi nhưng thoạt nhìn chỉ như cô bé tầm 9 đến 10 tuổi mà thôi. Sau khi chấp nhận thực tại Bạch Thanh Nguyệt đưa ra quyết định và tự nhủ, Bạch Thanh Nguyệt từ giờ tôi sẽ thay cô sống thật tốt nên xin hãy yên nghỉ. Bây giờ nghỉ ngơi đã, ngày mai sẽ bắt đầu hành động. Chương 4, Thiên Diệp, nghe chọn bộ tại mê audio com. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Bạch Thanh Nguyệt xác định bản thân vẫn còn ở Bạch Gia thì khẽ thở dài một tiếng rồi rời giường nàng nhìn vết thương trên người, cũng may chỉ bị thương ngoài ra chỉ cần đắp ít thảo dược khoảng chừng hơn 10 ngày sẽ khỏi hẳn. Nơi hoang vắng này vốn ít bị chú ý nên có rời khỏi thì cũng chẳng ai biết. Ọt ọt đói quá, chắc hẳn khối thân thể này đã bị bỏ đói từ lâu. Vốn dĩ mỗi ngày sẽ có hạ nhân đưa cơm nước đến nhưng do cảm thấy Bạch Thanh Nguyệt này chỉ là phế vật không được người đời coi trọng nên cũng lười đưa cơm chỉ có một người duy nhất không xem thường khi dễ Bạch Thanh Nguyệt là Thiên Diệp 13 tuổi là một đệ tử của Bạch Gia, quần áo phải thô, toát ra dáng vẻ thư thái dễ gần. Hắn thường xuyên lén lút tới tiếp tế đồ ăn cho nàng. Nếu không có Thiên Diệp thì Bạch Thanh Nguyệt kia đã sớm chết đói rồi, hơn nữa vì nàng ấy bị hạn chế không được ra ngoài nên ít nhiều những gì mà nàng ấy biết được đều thông qua lời kể của Thiên Diệp. Mới nhắc tới Thiên Diệp thì Thiên Diệp đã xuất hiện rồi. Thanh Nguyệt, ngươi hẳn là đói lắm rồi, mau lại đây ăn nào." Thiên Diệp lo lắng nhìn nàng, từ cái lồng che lấy ra hai cái bánh bao nhân thịt. Bạch Thanh Nguyệt rõ ràng lớn hơn hắn, nhưng thoạt nhìn thì nhỏ hơn hắn nhiều lắm. Nhìn bánh bao trước mặt, Bạch Thanh Nguyệt cười nói, "Thiên Diệp, cảm ơn." Rồi nàng cầm lấy bánh bao rồi ăn lấy ăn để, Bạch Thanh Nguyệt không biết là do mình đói quá hay sao mà nàng cảm thấy bánh bao quả thực ăn thực ngon. Khụ khụ có lẽ là do bạch thanh nguyệt ăn vội quá nên bị nghẹn ho lấy ho để thiên diệp thấy thế liền bước qua lấy cho cho nàng cốc nước lo lắng nói thanh nguyệt nước này uống đi kẻo nghẹn ăn từ từ thôi bạch thanh nguyệt vội cầm lấy chiếc cốc uống một hơi xấu hổ cười đa tạ là do ta đói quá nên mới ăn vội như vậy thiên diệp thở dài nhìn nàng nói thôi cô nghỉ ngơi đi, ta phải đi thôi sắp đến lúc điểm danh rồi, nói xong, hắn chạy đến cạnh cửa, quay đầu nhìn trái nhìn phải, xác định không có người nào mới ôm rổ, mở cửa đi ra ngoài. Bạch Thanh Nguyệt uể oải nằm xuống giường. Nàng hồi tưởng về gia đình cũ của mình, nhớ về những khoảnh khắc hạnh phúc cũng như buồn đau, những lúc tranh cãi ẩm ý, cho đến lúc ôm nhau giảng hòa khoảng thời gian cùng gia đình cùng bạn bè chia sẻ những niềm vui nỗi buồn những ký ức ấy sẽ mãi khắc sâu trong lòng nàng cha mẹ các bạn mọi người hãy sống tốt đừng quá đau lòng con sẽ ổn thôi bạch thanh nguyệt thầm nghĩ nơi này là một thế giới hoàn toàn xa lạ đối với nàng muốn tin tưởng người khác cũng không dễ phải thật cẩn trọng rồi lại nghĩ tới thiên diệp nam hài này có ánh mắt sạch sẽ yên lặng hành động quan tâm đã chiếm được lòng tin của nàng bạch thanh nguyệt tự nhủ mọi thứ rồi sẽ ổn thôi mình sẽ làm được sẽ trở nên thật mạnh mẽ để có thể bảo vệ được những người mà mình trân trọng trương nam gặp lại con mèo bí ẩn nghe chọn bộ tại mê audio com sau khi nghỉ ngơi bạch thanh nguyệt lấy lại tinh thần quyết định đi ra ngoài phủ nàng chạy ra sau phòng, ngó nghiêng đánh giá xung quanh tìm đường ra. Bạch Thanh Nguyệt nhận thấy bức tường có vẻ không cao lắm nên nàng trực tiếp chuyển một cái ghế đến thành công trèo ra ngoài. Bác Thanh Nguyệt trước hết muốn đem vết thương trên người nàng chữa khỏi chứ nếu cứ tiếp tục để thân thể như vậy nàng thật chịu không được còn có chuyện tu luyện nàng cũng phải muốn biết rõ ràng. Trước kia ở nhà nàng cũng thường xuyên nghiên cứu y thuật nên cũng đơn giản bạch thanh nguyệt một đường đi lên núi trên núi này nghĩ đến một ít dược liệu đơn giản vẫn phải có dù sao hiện tại cần cũng không phải dược liệu chân quý nghĩ tới đây bạch thanh nguyệt cảm thấy buồn bực mấy dược liệu này chỉ cần tìm đến hiệu thuốc là có thể mua được nhưng vấn đề là hiện tại nàng đang rất nghèo đến thức ăn còn không mua được chứ nói gì đến mua thuốc vốn dĩ thì nàng cũng không đến nỗi như vậy mặc dù phụ thân cũng không quan tâm mấy nhưng thân là tiểu thư của bạch gia nên hàng tháng cũng được đưa một ít kim tệ nhưng kim tệ của nàng đều bị người khác cướp đi nên nói chung hiện tại nàng không có một xu dính túi đối với việc này nàng cũng không phải quá thương tâm dù sao điều này cũng đã trở thành quá khứ về sau nàng tuyệt đối không để loại sự tình này lại phát sinh ở trên người nàng nữa một lúc sau, Bạch Thanh Nguyệt đã tìm đủ các loại dược liệu cần thiết, cũng may nơi này mặc dù không phải thế kỷ 21, nhưng mà dược liệu cũng giống nhau, không có gì khác biệt lớn. Hơn nữa nơi này dược liệu phong phú hơn nhiều, mấy thứ dược liệu đơn giản này cơ hồ đều có thể dễ dàng thấy được. Bỗng nàng nghe thấy tiếng nước chảy liền đi men theo bờ rừng một lúc thì thấy một con suối. Nước ở đây quả thực rất trong bạch thanh nguyệt nhìn lại người mình thấy khắp người lấm lem bùn đất và vệt máu khô nàng ngó nghiêng nhìn xung quanh sau khi chắc chắn là không có người nàng cởi bỏ y phục lội xuống dòng suối đau do vết thương tiếp xúc với nước nên nàng cảm thấy toàn thân đau rát bác thanh nguyệt nhẹ nhàng vốc nước lên làm sạch khuôn mặt tẩy đi vết máu vết bùn đất trên thân nàng nhìn lại các vết thương thấy có vài chỗ máu tụ đen lại, những vết thẹo lớn nhỏ rồi thở dài, hai. Trông tệ thật đấy, sao lạ vậy nhỉ? Nàng nhận thấy dưới xương quai xanh phía bên trái có một vết bớt hình trăng khuyết, nó giống như vết bớt trên thân thể ở trái đất của nàng. Bạch Thanh Nguyệt cảm thấy khó hiểu liệu đây chỉ là trùng hợp hay là... Răng rắc một tiếng động vang lên làm ngắt dòng suy nghĩ của nàng bạch thanh nguyệt vội lên bờ mặc lại y phục rồi nhìn xung quanh hỏi ai đấy từ trong bụi cây một con mèo đen đi ra tiến lại gần bạch thanh nguyệt nàng lập tức nhận ra con mèo đó nó chính là con mèo mà nàng cứu khi ở trái đất nhưng tại sao nó lại ở đây nó từ từ tiến lại gần bạch thanh nguyệt và nhìn nàng nàng cũng nhìn lại nó khi nhìn kỹ nàng cảm thấy con mèo này quả thực rất đặc biệt không chỉ ở khí chất của nó mà còn ở ngoại hình. Bộ lông đen tuyền mượt mà có những nét hoa văn màu xám rất tinh tế, đặc biệt nhất là con mắt màu vàng kim nó như có ma thuật khiến nàng không thể rời mắt. Con mèo quay đầu lại nhìn về phía bên kia khu rừng rồi chạy đi. Khoan đã, Bạch Thanh Nguyệt cảm thấy con mèo này hình như có liên quan đến việc nàng bị xuyên qua nên nàng lập tức đuổi theo nó.